Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tranh cãi việc tịch thu tài sản Nga, Moscow gửi cảnh báo thẳng thừng đến Mỹ. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang nằm ở Liên minh châu Âu EU, theo nguồn tin tờ báo Tiền Phong. Washington từ lâu đã chủ trương tịch thu các tài sản của Nga để số tiền này sau đó được chuyển cho Kiev. Mới đây nhất, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản của Nga. Theo đó, Tổng thống Mỹ được ủy quyền tịch thu các quỹ của Nga được giữ trong Ngân hàng Mỹ và giao chúng cho Kiev. Hơn 6 tỷ đô la trong số 300 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Nga đang nằm trong các ngân hàng Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul, người hoài nghi về dự luật tịch thu tài sản, đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng động thái này sẽ là một hành động chiến tranh kinh tế. Các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu tài sản của Nga bất chấp những lo ngại rằng điều này không có cơ sở pháp lý. Ngược lại, EU miễn cưỡng làm như vậy vì lo ngại sự trả đũa của Nga. Các quốc gia EU hiện đang nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, được cho là lo ngại rằng việc kiểm soát số tiền này sẽ gây bất ổn cho đồng euro. Thứ trưởng Ryabkov được RIA Novosti dẫn lời cho biết phản ứng của Moscow trước việc các nước G7 tịch thu tài sản của mình có thể bao gồm các biện pháp đối phó về kinh tế và ngoại giao. Chúng tôi đang nghiên cứu các biện pháp phản ứng phù hợp, bao gồm các biện pháp nhằm vào tài sản của đối thủ phương Tây và các biện pháp ngoại giao, ông Ryabkov nói. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga trước đó đã cảnh báo rằng Mỹ không nên hành động với ảo tưởng rằng Nga đang bám chặt vào quan hệ ngoại giao với Washington bằng cả hai tay. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moscow có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ tịch thu các tài sản bị phong tỏa của Nga. Trong một diễn biến khác cùng ngày 25 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng đối với những nước lo ngại việc tịch thu tài sản Nga viện trợ Ukraine có thể vi phạm luật pháp quốc tế, thì có thể xem xét đề xuất sử dụng lợi nhuận từ khối tài sản đó để viện trợ cho Ukraine, theo hãng tin Reuters. Bà Yellen tính toán rằng khối tài sản hơn 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị phong tỏa ở nước ngoài có thể sinh lời hơn 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Số tiền này có thể dùng để viện trợ Ukraine hoặc giúp Ukraine tái thiết sau xung đột. Vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ đánh giá đề xuất này là một bước đi mang tính xây dựng và cho biết cách tiếp cận này là một trong những lựa chọn mà nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đang xem xét. Theo Reuters, trong hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới, được dự kiến diễn ra vào tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 sẽ xem xét các đề xuất và có thể chốt phương án cuối cùng giải quyết những tài sản Nga đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Nga bắt Thứ trưởng Quốc phòng bị nghi nhận hối lộ. Theo giới chức Nga đã bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timu Ivanov sau nghi ngờ ông nhận hối lộ, một tội danh có thể dẫn đến án tù lên đến 15 năm. Ủy ban điều tra Liên bang Nga SKA thông báo vào ngày 23 tháng 4 rằng ông Ivanov bị cáo buộc nhận hối lộ theo khoản 6, điều 290 của Bộ luật Hình sự Nga và các bước điều tra cần thiết đang được tiến hành. Mặc dù chi tiết về số tiền hối lộ chưa được công bố, các báo cáo truyền thông Nga cho biết số tiền liên quan ít nhất là 1 triệu rúp, hơn 10.000 USD. Điện Kremlin qua phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Sergei Shoigu đã được thông báo về vụ việc. Ông Ivanov, 48 tuổi, có thể là quan chức cấp cao nhất của Nga phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Trước khi về Bộ Quốc phòng Nga công tác năm 2010, ông Ivanov từng làm việc trong các công ty kinh doanh nhiên liệu, năng lượng và chính quyền tỉnh Moscow. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng năm 2016. Ông Ivanov là Ủy viên Hội đồng Nhà nước hạng 1, vị trí tương đương cấp bậc đại tướng và đô đốc trong quân đội Nga. Tạp chí Forbes cho biết ông Ivanov, chuyên gia về điều khiển học và công nghiệp hạt nhân, là một trong những người giàu nhất thuộc cơ cấu an ninh của Nga. Liên quan đến vấn đề viện trợ vũ khí cho Ukraine, các nước thuộc Liên minh châu Âu EU sở hữu hệ thống phòng không Patriot tỏ ra do dự trong việc cung cấp hệ thống cho Ukraine, trong khi quốc gia này đang cố gắng tìm kiếm ít nhất 7 đội hình tên lửa phòng không để đối phó mối đe dọa không kích của Nga. Trang EU News dẫn các tin nước ngoài đưa tin tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Bruunis-Sloth cho biết Hà Lan đang xem xét mọi khả năng vào lúc này và đang đề nghị hỗ trợ tài chính cho sáng kiến của Đức nhằm giúp Ukraine tăng cường phòng không và mua thêm máy bay không người lái.
Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không gửi một số hệ thống Patriot của mình cho Ukraine, Ngoại trưởng Slot thừa nhận nước này đang xem xét đến tình huống có thể cạn kiệt kho vũ khí nếu cung cấp cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nói rằng liên minh quân sự này đã vạch ra các khả năng hiện có của liên minh và có những hệ thống có thể được cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không nêu tên các quốc gia sở hữu hệ thống phòng không Patriot. Patriot là hệ thống tên lửa dẫn đường, có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Mỗi khẩu đội bao gồm một hệ thống phòng gắn trên xe tải với 8 bệ phóng. Mỗi bệ có thể chứa tối đa 4 tên lửa đánh chặn, một hệ thống radar mặt đất, một trạm điều khiển và một máy phát điện. Ngoài tính hiệu quả cao, một trong những lợi thế chính của các hệ thống do Mỹ sản xuất là quân đội Ukraine đã được đào tạo để sử dụng chúng. Tuy nhiên, để sản xuất một hệ thống Patriot cần nhiều thời gian, có thể lên tới 2 năm. Chính vì vậy, một số quốc gia không muốn cho đi. Đức hiện có 12 hệ thống nhưng đã cung cấp 3 chiếc cho Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan, quốc gia sát biên giới với Ukraine, có 2 hệ thống và cần chúng để phòng thủ. Khi được hỏi liệu Thụy Sĩ có cung cấp bất kỳ hệ thống Patriot nào không, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Pan Johnson trả lời, "Tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc viện trợ tài chính." Ông Pan cũng tiết lộ Thụy Điển sẽ gửi các hệ thống khác có thể giảm bớt một số áp lực về nhu cầu sử dụng Patriot tại Ukraine. Ông lưu ý nhiều hệ thống phòng không của Mỹ có thể sẽ được cung cấp cho Ukraine sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ 61 tỷ USD vào cuối tuần qua, bao gồm 13,8 tỷ USD để Ukraine mua vũ khí. Về phần mình, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Álvarez nói rằng đất nước của ông sẽ đưa ra quyết định dựa trên khả năng nước này có trong tay để hỗ trợ Ukraine. Trước đó ngày 10 tháng 3, báo Yomiuri Shimbun Nhật Bản đưa tin, Nhật Bản đã chính thức đồng ý hợp tác với Mỹ để hỗ trợ Ukraine về vũ khí, trang thiết bị quân sự. Cuộc thảo luận chính thức về hợp tác đồng sản xuất sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản ở Washington DC vào ngày 10 tháng 4 tới. Là một phần của cuộc thảo luận, Mỹ có kế hoạch mua vũ khí Nhật Bản được sản xuất ở nước này theo giấy phép của Mỹ. Sau kho vũ khí của Mỹ đã giảm đáng kể sau khi hỗ trợ tích cực cho Ukraine, Mỹ đã lên kế hoạch mua vũ khí từ Nhật Bản, đồng thời cung cấp cho Ukraine vũ khí của riêng mình. Mỹ cũng đã thuyết phục Nhật Bản thực hiện một số bước nhằm giảm bớt các hạn chế xuất khẩu. Điều này sẽ giúp Ukraine có được nhiều vũ khí hơn. Vấn đề này liên quan đến những thay đổi trong cái gọi là 3 nguyên tắc xuất khẩu mà Nhật Bản đã điều chỉnh vào tháng 12 năm ngoái. Với những thay đổi trên, Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện 2 đơn hàng. Đơn hàng đầu tiên là cung cấp tên lửa phòng không MIM-104 cho Mỹ để sử dụng với các hệ thống Patriot. Do công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản là nhà sản xuất tên lửa nước ngoài duy nhất cho các hệ thống này, với tỷ lệ nội địa hóa cao nên việc xuất khẩu tên lửa sang Mỹ sẽ làm tăng số lượng tên lửa được chuyển sang Ukraine. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.